Dạ xin chào tất cả quý bà con đến với kênh YouTube của Thành Thịnh Nông Cơ nhé. Dạ địa chỉ cửa hàng thì ấp Mỹ Điền, xã Mỹ Long, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang ạ. Số điện thoại di động qua số là 0858 335 778 nhé. Dạ thì hôm nay em lên cho tất cả mọi người một cái con máy cắt cành trên cao nè, chuyên để tỉa cành, tỉa nhánh cho những cây ăn trái á. Thì là một con máy Nhật Bản nha, tình trạng nguyên zin, máy thì đã qua sử dụng nha. Máy thì liền lạc, đủ đồ, nguyên vẹn, chưa dập bể ha. Đến từ hãng là Maruyama nè, cái dòng là BC23A, cái dòng này 23cc bít tông, nó là 32 ly nha. Máy nguyên zin của Nhật, sử dụng chế quanh rồi một kim nè, tiết kiệm xăng. Nghe giờ thì trắng sáng nha, vô lửa luôn, đẹp, tươi, bình xăng còn sáng ha. Cái dòng này thì nó đóng lốc là Martin Japan luôn nha, đóng lốc Martin Japan trong máy, số series là 0002256, con này tum rồi nha. Thì con này tum rồi thì bà con mình có thể là lắp vô máy cắt cỏ ha, còn lắp vô bình xịt thuốc cũng được, nó tiện lắm. Mình gỡ bốn ống là mình rút ra là mình xài thôi. Kim nhôm á, tay ga gạt, chế quanh rồi một kim, công tắc. Thì cái con này cây lắp nó dài là từ lưỡi xích cho tới thân tâm là 2m3 nha, 2m3, tổng cần 24, tuy là chi vuông. Còn cái cụm đầu cắt là sử dụng của hãng Shinhwa EK230S, cái này làm cái khoảng 2 tấc, xích khoảng mười mấy 20 mắt, sử dụng xích chuột nha. Bơm nhớt là còn hoạt động ok hết á. Con máy khá là đẹp. Những dòng này cực kỳ tiết kiệm xăng và nó rất là nhạy nổ nha con. Dạ thì giá hiện tại con cắt cành trên cao mà Maruyama Bit M BC23A này giá hiện tại là 2,5 triệu ha. Thì mình sẽ bao ship toàn quốc ha. Thì bà con mình có nhu cầu cứ liên hệ số di động 0858 335 778 nha. Rồi em xin cảm ơn ạ. Dạ em xin chào và chúc mọi người ngày mới tốt lành ạ. Rồi bây giờ em test máy nha, mọi người cũng tham khảo nha. Cao lên đúng rồi. Quá ngọt. Rồi đẹp rồi. Nữa hả? Thôi được rồi á, cắt tôi lỗi cái cao của bà. Rồi tuyệt vời. Cửa hàng Thành Thịnh Nông Cơ xin kính chào quý khách. Tự hào được biết đến là đơn vị uy tín với nhiều năm kinh nghiệm. Chúng tôi chuyên sửa chữa, mua bán, trao đổi phụ tùng và máy móc nông nghiệp như đầu xịt thuốc, dây hơi, máy xăng, máy cưa, máy cắt cỏ, bình xịt điện, bình xịt máy. Với phương châm uy tín, chất lượng, nâng tầm thương hiệu cùng phong cách phục vụ chuyên nghiệp, nhiệt tình, chu đáo, Thành Thịnh cam kết mang tới cho quý khách hàng sản phẩm chất lượng tốt, giá thành cạnh tranh, bảo hành dài hạn. Mọi thông tin chi tiết quý khách vui lòng liên hệ qua hotline 0858 335 778, địa chỉ Mỹ Điền, Mỹ Long, Cai Lậy, Tiền Giang. Thành Thịnh Nông Cơ, một uy tín triệu niềm tin. Xin trân trọng cảm ơn.